Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi bài play fan số tiếp. Thì nói chung là nhiệm vụ của mình bây giờ đang tạm phải ngưng lại, do là để mà tìm thấy cái cây chùy mà cái tử kim chùy này á, thì mình phải còn nói chuyện với một ông bên Ba Lan, mà ông này thì để coi nào, ông này thì giờ mình không biết tìm ổng ở đâu đây, cho nên là đành chịu đợi hết chiến tranh rồi mình mới qua đất của Ba Lan mà đi dò được, chứ không thì cũng đuối đấy các bạn. Nói chung là tại vì nó yêu cầu chúng ta là phải đi kiếm cái ông này mà để coi nào, hay là ông này lại là cái người mà chống đối chính quyền Ba Lan vậy. À, để bữa nào đi, bây giờ chúng ta đi đánh nhau trước cái đã, phát triển xíu, chứ giờ mà có được gì thì cũng không, chưa đánh được ai đâu. Ai chà, 148 thì đông quá, mình chơi không nổi. Nó có win hút xa không? Qua từ 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 để nhìn coi, nó không có win hút xa thì mình có thể đánh nhau với nó được. Nhưng mà thôi, kèo này đánh hơi khó, từ từ khoan đã, rút lui đi. Đánh thì không nên đánh với cái thằng mà nó vượt quá thanh mình, thua cắm đầu đất luôn đấy. Có cái súng cabin tay rồi mọi thứ nó dễ dàng hơn hẳn đối với mình. Ê, đồng chí đứng lại, chạy đâu? Thằng này cho nó tưởng đánh mình dễ á. Tại mình 60 nó 82, nhưng mà cái đó là về xét về mặt quân số thôi. Anh em bình tĩnh, trận này quýnh lớn, anh em theo tôi. Phần nữa thì chắc tại nó thấy mình lính toàn lính này không, nó khinh đó mà. Nhưng mà nó không biết là mình có thần khí trong tay. Wow, trời. Ờ, nó xung phong luôn à. Ê hê, bình tĩnh quý vị. Trời ơi, trời, một quả gì mà nó không trúng mấy ta. Đấy, ấy da, nào thế, ấy chà, chủ quan rồi, tưởng là mấy cháy đầu đạn, tại mình không có nâng kỹ năng ném nhiều á, ném lệch quá mà vô giữa nó bắn này không trúng, kia cũng trúng à. Thời điểm này hỏa khí chưa thực sự đáng tin cậy các bạn. Vũ khí này cũng mới giai đoạn giữa thôi, chưa được hiện đại lắm đâu. Súng tụi này nó bắn đau nữa. Rồi, từ làm sao à, hơi chủ quan tí. Lựu đạn phải luyện cách ném lại. Thật ra tại nãy mình đang nghĩ nó đang về hàng ngang, mình hơi bất ngờ xíu. Dù như vậy nãy mình biết nó xông lên đó, mình đi mé mé bên, mình ném vô mấy con ngựa nó là nó chết cho đống kia bên rồi. Lính mà nó ủi không, bị thương hơi nặng, chưa gục mà tốt rồi. Chúng ta giờ có chúng ta 60 quân là thấy nhiều rồi các bạn. Nạp đạn hả? Coi ai lẹ hơn. Những lúc mà nó đang về nè, phải ủi nó một cái cho nó rớt cái viên đạn ra. Trời ơi, thằng lính mình nó ủi cái thằng đó một cái nữa chứ. Nhắm đã chuẩn rồi. Rồi xong. Bên tụi bán đảo Chrome mấy thằng này là mấy thằng lì nhất rồi nè. Đó, lính chuẩn của thổ giai đoạn trước á. Bên nếu mà các bạn chơi tôi qua em bay cũng sẽ thấy mấy ông này. Này người ta không cần cái ông này, người ta rất cần. Đây, lính mình tăng lên thêm được ít, thành 66 người mà cũng hơi nhiều rồi đấy. Giờ mình có thêm ông này nữa thì hơi bị ghê. Tại hơi gắn cái khiên vô đi, tạm thời khoan dù lũ đạn nữa đó. Mình tính ra mình đem trái cây theo hơi nhiều ấy. Đúng rồi.
Mà tính ra là quýnh mấy này đồ nó xịn các bạn thấy không, mình lụm được rất là nhiều thứ luôn, món nào cũng giá trị cao không. Đây mới đúng là những cái thứ mà mình cần các bạn. Lính thuê bổ sung thôi, còn giờ chứ là phải dùng lính của mình. Công thành thì chắc làm chưa nổi đâu, nhưng mà những cái khác thì chắc chắn có thể là làm được. Bây giờ phải ngồi nghỉ xíu đã chứ 21 máu này chạy một vòng là chết đấy. Rồi đây, ôi trời, thằng này tù binh nó đông lắm, không xử nó, thằng này nó không thả bớt tù binh ra là nó dở rồi. Rồi giờ đầu hàng không, nó 11 thằng rồi, quýnh bằng cái này cho nó lại á. Rồi không sao, chấp nhận lấy ba thằng này nào, mấy lính khác cứ cho đồng đội mình lấy kỵ binh thôi. Quân có rắc mà ba tành thì cũng vậy thôi. Đây lấy thêm thằng ra quân nè, thằng này giá trị cao nè, thêm thằng ra quân nữa. Mà lính mình giờ đông quá vậy. Có thêm mấy thằng răng có rắc Westman, Star Rider, thằng này thì không kỵ binh mà mình không thèm lấy, nó là dạng lính kia thôi, không không cần. Đây gót thì không, Raider thì phải lấy. Xong còn lại nhường mấy ông kia đi các bạn, nhưng mà giờ lính đông quá. Mà không đâu, đông gì mới chơi được với mấy ông Ba Lan các bạn, với đông đông gì mình lười mình đánh ô tô luôn. Có điều là đông cái gì mình chạy không nổi mới chết mình chứ, cái lợi thế của mình là ở tốc độ di chuyển mà. Để xem nào, công không nổi đâu, thằng công thành bản này khó lắm, thành xích nó mất thì mình phải chịu thôi. Thử mình vây cái thành này coi có ai tới cứu không, chứ mình thừa biết là mình công không nổi cái thành này rồi. Thử coi. Từ từ bỏ ra nào. Trời ơi, 68 ông, 68 là hơi ít nha anh trai, tới đông đông hơn giùm em xíu. Anh em mình nhào vô, thằng này nó khôn nó biết vô đây đấy hả. Rồi cũng được, anh em theo tôi. Súng nổ kinh quá, khói bay mịt mù luôn. Rồi anh em xuống ngựa. Rồi muốn làm gì tùy anh em. Rớt ngựa nha. Rồi xin lỗi các bạn, mình cabin này cũng vừa đi vừa nạp đạn được luôn. Đúng lúc mình vừa nạp đạn kịp, mấy cái thằng giáo dài này cũng nguy hiểm phết đấy. Lính mình thì có đứa có vũ khí tầm xa, có đứa không, thành ra là mình bắt buộc mình phải điều khiển vậy chứ không có bấm hot position được. Này giáo dài này, ngồi ngựa này. Bắn bắn lên trời, thằng này nó bị lỗi, nó nhắm lên trời.
Ê, chúng đạo bây giờ. Lên chơi luôn này, nó muốn nó mặc kệ cuộc đời rồi các bạn. Đâu nữa à, quên mất cái bản này, nó hay có cái lỗi này đó, là mấy thằng ở trong cái này là nó chạy ra ngoài kia nó sẽ bị kẹt lại, nó không có đi được. Người đó nhìn nó không cho leo lên phải. Đây, cảm ơn nha. À, nó có bị đứng giật cái này, một cái bức của cái game này các bạn. Rồi sao nguyên đám luôn. Bả này dạng như nó không cho rút lui á. Anh em bắn tự nhiên. Phát này không trúng thì phát kia trúng. Nó vô tại nó hèn quá thôi. Rồi nó cũng phải chết hết à. Đây cứu được thêm mấy ông này nữa. Crow Master người ta không cần. Nhưng mà giờ đông quá thì đồ chia ra lại trả được nhiêu. Dù là đồ ngon. Chính bản thân mình lên cấp được thì ngon rồi. Đây ta lại nâng cấp tiếp vô cái thông minh nào. Checking thì ta không cần. Sporting. Cái rương thì ta không cần, ta cần người ta hồi máu cho lẹ thôi. Đầu mình phải nâng vô đây đỡ một miếng rồi, chứ không nâng cũng không biết lấy gì xài. Cái ném này phải nâng lên nữa chứ không bèo quá. Quay thành sau quân đông thêm nữa chứ. À đây. Giờ nó thấy mình nó chạy rồi, ha ha ha. Không có mấy thằng hút xa, mấy thằng này cũng không mạnh lắm đâu. Rồi 89 đâu 86, giá này cân bằng nè. Trời, vậy mà cũng trúng. Tiến từ từ lên nha anh em. Trời, trúng thật kìa. Trời, mấy thằng giáo dài nhiều quá vậy. Nhào vô mà đánh. Nó thấy mình đưa cái khiên lên bắt đầu nó đổi thế liền. Chà. Lọt ngựa, ô quả đó nhắm con ngựa lại trúng kỵ sĩ. Cái game này đúng là nó chơi kiểu tỷ lệ thì thiệt. Sau cùng thì cũng có những cái trận đánh lớn với số quân đông.
ta phải biết né thôi. Rồi xong, thằng đó cũng mạnh đó chứ không yếu đâu. Rồi hút xa mà rớt ngựa rồi, dở rồi. Trời, quả đó lại sao bữa nay bắn hơn được 2 quả vậy ta. Rồi sao thằng Dura mà bị hút xa đánh ngã là bình thường. Súng để sát vô lưng luôn mà không trúng nữa thôi. Chiến trường giờ nó hỗn loạn luôn. Rồi quân Ba Lan nó đang mất tinh thần rồi. Gục. Sao cả thằng kỵ binh Dragoon của mình vừa mới bị thằng lính giáo đâm chết, thằng đó cũng thuộc lại Vatan mà. Sao bình thường. Tại mấy thằng này nó chống kỵ mà thằng lính xa chưa gục đây này. Tính ra kiếm mình tốt, chém thằng một phát thằng lính xa gục luôn. Thật ra cái đó một phần nữa nhờ bắt trớn các bạn. Dragoon kiểu Ba Lan hả? Bản này nó có nhiều đơn vị trùng tên nha các bạn. Bài đặt bẻ loạn xạ này mà nó vẫn không gục các bạn. Nó bẻ loạn xạ mà nó không gục. Vẫn chết như thường. Anh đã đang nhắm rồi, chú không lo chạy, lo chém anh. Dính mà xa quá, ngựa nó không gục mà đồng đội mình bắn phá nó gục rồi. Đây một ông Raider. Ông Raider này của Thụy Điển ấy, năng lực chiến đấu này là ông này là hơi bị ghê nha. Gục 84 luôn đó các bạn thấy chưa, thằng mạnh như 96, ông 84 là ông đâu có vừa đâu. Mà ông là xạ kỵ nha chứ không phải là kỵ chiến, tại đa phần kỵ chiến của các phe đề cuối thì đều là sóc kỵ hoặc cận kỵ. Thì Điển thì nó xài xạ kỵ rồi, nhưng mà ông kia được cái giáp trâu hơn ông này thôi, chứ cũng chiến khả năng chiến đấu cũng không phải cao hơn lắm đâu. Rồi cái này ta không cần, không cần, cái này thì ta rất cần, cảm ơn nha. Rồi bổ sung lại lực lượng một tí. Thằng này bắt đầu tụi bên đường là bán khá có giá mà thôi mình không thèm luôn á. Rồi đây bắt luôn mà xì ra là cung kỵ à. Rồi cũng được. Rồi hay lắm. Giờ đặc biệt là phải giày mình dí nó mới chịu đập tù binh nè, không thôi nó đánh trả đấy. Rồi làm biết dưới kịp không, mình sao sao nó sao chín nó không được à. Được thôi, khoan đồng chí này lên cấp không. Rồi đồng chí đánh tốt lắm, tôi có lời khen. Nâng cái này lên đi là tính. Đây nắng này xíu để tự lo cho cái bản thân mình, và có gì thay mình là hồi máu cho đồng đội luôn thì cũng được. Ngồi thở xíu vậy. Mới quýnh xong trận dài mà. Đây. Xong anh em ok hết rồi đấy.
sáng vô. Bây giờ để coi nào, cái ông đó hình như nếu mà mình hiểu nhớ không lầm thì ổng sẽ là dạng chống đối chính quyền cơ. Từ nào bán cái này đã, tính mình giờ đông nó ăn nhiều lắm. Mua thêm một túi gạo cho nó chắc ăn. Tiền đang nhiều thì đầu tư thêm một chút cũng không sao. Giáp trụ thì cũng chỉ tới đây thôi, cái thành nhỏ nó chả bả. Bấm nhầm cái nút này nữa. Cái này chẳng qua là cái nút cho thăm dò thị trường thôi. Đó, ví dụ như bán cái gì ở đâu được nè, mua bán giá đâu ấy. Uổng mớ không chút thời gian của mình. Bấm lật tay các bạn. Đạn này thôi tạm thời khoan xài đi. Còn muốn xài chắc phải cầm nhiều xíu nữa. Cầm ba trái luôn nguyên trận đó mình chọi hay không. Này của Nga thì không sao, thành xích bị vây rồi biết nó không chiếm được đâu. Thành của con sắt thì khó chiếm lắm các bạn, ăn đạn thì chơi đấy, tại cái thành nó rất là mở. Chạy về thủ đô luôn mới được. Tại giờ có thằng traveler cơ, hỏi đường á, ông này hỏi được không ta? À ông này ổng dạng như ổng là người hướng dẫn rồi các bạn. À đây traveler rồi, để coi cái tên coi. Coi nào, bấm luôn. Khoan đã, cái người mình cần tìm tên là Janus hả? Không có ở đây. Companion thì có hết rồi, cái ông này thì tạm thời mình không kiếm nữa. Rồi ok, ở đây nó không chỉ luôn hả? Giờ phải đi kiếm ổng mà biết ổng ở đâu kiếm. Rồi ông có không biết ở đâu thì giờ tạm thời cứ đi đánh nhau, rồi mốt có duyên sẽ gặp thôi. Giờ biết sao giờ, thường mấy ông này đứng trong quán rượu không à, cái đó thì cái đó là cái mình biết á. À farmer hay quá. Rồi đợi lâu lâu đi làm nhiệm vụ giúp dân một tí. Đâu đây? Làng này á, hơi xa đấy mà ok luôn. Hôm nay công nhóm chịu khó đi xa đấy. Mấy thằng này giờ nhiệm vụ này làm cho vui để mà lấy lòng dân thôi chứ chả vấn đề gì, đánh mấy thằng này dễ gì chơi. Nhưng này là nó cũng không cho mình đem nhiều quân vậy. Mà khoan đã, mình nhớ mình đẩy 150 lên rồi mà ta cho ít vậy ta. Được rồi, vậy tất cả dù vũ khí cận chiến. Nhào vô phan luôn, khỏi cần bắn. Bắn mấy thằng này uổng đạn lắm. Mình ủi cho phát là xong. Nó chém trúng cái đít con ngựa mình. Chà, thằng đó nó mém tí nó mình chém hụt nó rồi. Rồi xong. Xong. Rồi cứ giữ ở đây, ta lấy thêm chút danh dự thôi. Rồi đây chạy tới mấy cái thành này mình kiếm tiếp vậy.
Có hả? Cái này vậy như phải có duyên mới kiếm được rồi các bạn. Đâu lương thực chưa gì là nó hết rồi đấy, cẩn thận. Lính đông nhìn nó ăn nhiều. Lính giờ cũng nhiều quá, anh ta cũng chưa có nhu cầu tuyển dụng thêm. Không có thôi vậy. Con này thôi. Con này Fedos, ông đó xạ thủ giỏi đấy. Rồi thôi khoan đã nào, mình rút về đây đấu với lại mấy ông bán đảo Crum đó. Cái gì đây, trận này quýnh nó hơi phí đó nha. À đây 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 đây, anh trai anh trai, trận này không quýnh để cho đồng đội mình nó quýnh. Đây mình dí thằng này thôi. Tại quýnh chung hồi kia là mình đã đâu, ngày xưa quân đông thì không phải chịu, nhưng mà giờ quân ít, cái quân ít phải chịu, còn giờ quân đã đông vậy rồi chơi kiểu đó nữa thì mình kiếm được nhiêu đâu. Một đứa ngã. Dồn ép nó vô luôn. Rồi thắng rồi, còn chưa kịp thấy mấy kia đâu, nó kỵ binh mình đông quá các bạn. Này ta không lấy làm gì, cũng lút được cái nón ngon rồi, mấy cái khiên này nữa hả, hên vậy. Wow, được một lính lên cấp luôn. Cái lính mình mà nó cứ đề cái chuyện qua tình là thấy ngon rồi. Thành này sắp sửa được bị công rồi, để mà nó về với mình nữa là lại ngon quá. Rồi thằng đó để tôi, anh em cứ công thành đi, tôi chặn hết diện binh cho. Wow, bây giờ coi coi nó về hàng ngang hay nó chạy thẳng lên nào. Có vẻ như nó về hàng ngang thật. Tờ đứng lại xíu, anh em nổ súng. Nó không có súng cho nên là mình tha hồ chơi. Ây da, nó có cung các bạn. Rồi chạc được rồi đó anh em. Trời, chạy chém bừa một phát vậy mà cũng rớt được cái thằng kỵ binh của nó. À, nó kỵ binh đời cuối đó các bạn. Cầm súng trường mà đi tới đi lui này. Trời, ráng nhắm vậy mà cũng để trượt. Công lợi hại đấy, trúng nhưng mà không gục. Con ngựa nó không gục cũng dở rồi, nó chạy rồi, nó nhìn cái cách nó chạy là biết nó rút lui rồi các bạn. Chà, đúng mà cứ vậy hoài hơi buồn.
phải ngã ngựa thôi. Hello. Ồ, còn đông lắm, còn đông lắm. Quả đó nhắm hơi cao, nhắm lệch xuống xíu nữa là ngon. Toàn mấy thằng cưỡi ngựa bắn cung không. Hậu vệ đại hãn các bạn. Đấy, lọt ngựa. Chỉ cần vậy thôi là nó chết chắc. Mình có thể dùng kiếm ra nhanh nhưng mà mình thích dùng súng. Còn một mớ luôn hả? Nhảy ngựa cái là nó không mất cái này, hên quá. Vậy nhiều lúc bấm nhảy lên cái là nó rớt đạn ra, phải nạp lại. Chà. Rồi xong. Bắn ngay người luôn mà không chết nữa là thôi. Rồi thôi thả cho đi. Rất nhiều lính luôn. Nó bắt được rất nhiều lính phe ta, giờ ta phải đi cứu về. Nhưng mà mình thì chỉ lấy kiểu binh thôi. 10 này luôn là hơi bị nhiều nhé. Rồi vậy bỏ bớt cái đám lính đánh thuê ra nè. Wow. Hang này bỏ ra được. Rồi mình đang nhận nhiều quá rồi. Thiếu chỗ luôn hả? Vậy thằng nào giờ, thằng nào dở mình bỏ ra vậy? Nam sao này không ngon lắm. Thằng này thì cũng không ngon, cho ra. Lấy thằng xịn này bỏ vô, lấy vô nào. Đính vào tành luôn hả? Chà. Biết bây giờ nhiều quá, không biết bỏ à, lấy ai bỏ ai luôn á nha. Dragoon này bỏ ra không được, để mình lấy mấy thằng lính chuẩn mình cái. Rồi thôi còn nhiều quá mà giờ ngồi lửa chắc chết thôi, được rồi bỏ qua đi. Tụ binh đâu mà đông thế. Ông tụ binh đông vậy ông đem bán cái ông phát tài ông về hưu luôn cũng được rồi đó ông ơi. Đông mà bèo quá. Bả này bị trúng đòn vô chân người còn nguy hiểm hơn là bị trúng đòn vô người nữa. Ở giáp chân khá là ít. Nếu vậy giờ mình vòng qua mình công cái thành này được không ta? Quân mình đông quá trời quá đất rồi. Để hốt thêm miếng lương thực ở đây đã. Rồi bữa nay công thành luôn đi. Quân đang đông để làm gì. Rồi đây. Anh em chờ tôi tí nha. Biết vậy mình nâng điểm kỹ sư cho mấy thằng cấp dưới mình nó nhiều nhiều hơn chút rồi. Đây là cầm lũ đạn theo chọi luôn trời. Cũng là ý hay. Thành nó tụ quân đông đông á, mình cầm lựu đạn vô mình phang cho vài quả là nó bị liền cái gì. Hay đấy. Rồi tạm thời bỏ súng ra nha.
mua hai trái lựu rồi cầm vô chơi. Chơi vậy mới đáng sợ. Rồi đây, anh công cái thành này luôn. Rồi đặt ổ phá thành nè các bạn. Trời. Hả? À chắc trời trình độ thấp quá nó không cho rồi. Mấy thằng trong thành nó chịu ra nó đánh mình trời. Rồi khoan khoan đã, khoan đã, bỏ qua đi, thành này nó đang tụ quân đây đông lắm. Đánh vô không có thế đâu. Ồ thành này bị chiếm rồi, hay quá. Giờ còn mỗi bên thành này mong manh. Nó có đầu độc nguồn nước nữa hả? Sao à, nó có quân thủ thành có vẻ như hơi khó thôi. Được rồi, nếu chơi câu đặt thuốc nổ chưa được, chưa thấy đầu độc nguồn nước, cái trình độ bèo quá. Cái này được không ta? Không, mình lên mình đục cửa luôn cũng không được nữa hả? Rồi ok, hay này là đục cửa thành công nè. Đi vô. Quả đầu tiên thì có thể không, nhưng mà mấy quả này thì không ấy à. Bắn đầu thôi. Hay quá, mình chọi chính mình dính luôn. Trời, trời ơi, lũ đạn bản này khó, nó khó quá. Đúng là lũ đạn thời đầu. Nó tụ tụ vậy, nãy giờ mình chọi lựu đạn mà nó không nổ, chết được mấy đứa. Tào lao gì không công được thành đấy. Đục cửa giống về nó dễ chơi hơn là các bạn chơi nói sao ta, rồi đây leo lên tường, leo tường nhiều khi nó chặn đường kinh lắm, đục cửa vậy mà hiệu quả hơn á. Mấy thằng này nó dạng đánh trên lưng ngựa không, xuống đất rồi thì nó dọa ma được ai. Không biết khiên của mình được loại tốt nhất cái ma cái game này. Nó thì chỉ có mỗi đoàn đông. Này thì khinh thường giáp của anh hả? Tào lâu bữa nay mình kiếm được cái hình lớn đó chứ đùa. Wow, công được thành thật kìa. Ây da. À đây mình cứu được một người bên mình luôn. Rồi để coi ông này. Ủa ông này sao giống vua Thụy Điển quá vậy? Nhưng mà mình cứu được vua Thụy Điển luôn. Nhà cái này là mình hơi bị siêu nhân đấy. Trời ơi, nhiều lính ngon quá. Có cả thằng này nữa. Coi nào, ra quân nè. Từ
Đây là có đông quá giờ không nhìn mà nó mỏi mắt luôn rồi. Lại lấy mấy ông này nữa nè. Mà hết rồi thôi. À, không xin. Mình chiếm thành cho vui thôi. Đây, gắn súng gắn đạn vô lại. Chưa tới lúc chúng ta quản thành đâu, chi phí nó kinh lắm. Lấy một cái dòng xúc xích này cho anh em ăn thôi. Quán rượu vô coi coi nó có ai. Cái người mình còn tiếp theo là Jamut, Rawis gì đó. Đây là nó không có nó không nói rõ là ông này đang ở đâu luôn nữa, làm sao kiếm. Ông nhận nãy mình chơi cái pha đó mình chọi lựu đạn kinh thiệt. Cái thành này giờ đang chỉ có đúng nhiêu đây lính đồn trú rồi hả? Rồi về mình thủ vậy. Ô mình đã tìm được cái gì đây? Rồi ổng muốn kêu làm gì là mình ngồi yên đây mình thủ thành đã. Ở trong thành thì tốn tiền, trừ khi thành đó là thành của mình, cho nên là mình phải ngồi yên đây. Coi coi ông kia ông ban cái thành cho ai. Ngồi nghỉ mấy ngày đi các bạn. Rồi xong cái thành này là thành của phe con rắc rồi hả? Nó coi cờ cắm lên tức là có người được ban cho cái thành này rồi. Nhưng mà khoan đã nào. Nó bắt đầu thành đó nó bắt đầu bằng chữ K hả? Thành này là thành gì nhỉ? KIZ đúng không? Rồi ok. Để coi nào. Rồi giả cho ông đại tá Ivan Fedorenko rồi. Thức ăn đủ cho 100 ngày. Rồi ok, mình về lại thành lại về lại làng của mình nào. 100 lính trong tay, đúng 100 lính luôn, ôi trời ơi. Chà, mình đang phát triển quá nhanh. Lấy được ít tiền từ dân làng, bây giờ để thử coi nào. Cái này có rồi, cái này có. Cái này có rồi. Có cái này chưa có thôi. 3 ngày chỉ 2.000, ủa lẹ vậy. Cái này có rồi, cái này có rồi. Cái này có rồi luôn, làng mình quá ngon, cái gì cũng xong hết. Mình chả cần phải lo cái gì nữa. Tại mua đồ giúp dân mình có cái thịt đó là mua không được thôi. Rồi ông kêu rồi chuyện của ổng. Ôi trời ơi. Chúng ta đang thắng như trẻ tre, bắn đảo Crum đang về tay chúng ta các bạn ơi. Cái gì đây? Có đứa dám nhào vô công thành hả? À không, nó đánh ở cái vị trí đó là mình nhìn nhầm. Đứng lại ông bạn, chạy đâu. Giờ lính đông quá lười đánh. Còn lời thêm một lính nữa này. Rồi nếu đã như vậy, thành này chiếm vậy là cái đường ra cảng Sebastopol là trong tay chúng ta luôn rồi. Được, cái này phải nâng cái điểm kỹ sư cao cao lên tí. Giờ chỉ có bắt thang trèo vô thôi. Kệ nó. Rồi nhào vô đánh luôn. Thế đang thắng sợ gì. Bạn nó bắn ra kinh quá. Hmm.
đây lên tuyến đầu. Nó cũng đồng quá. Rồi, thật ra nãy giờ mình thắng là tại thằng này nó không chuyên thủ thành thôi, nó không có bộ binh hàng nặng, nó chơi kỵ binh không à. Lên xử mấy thằng trên lầu trước đã rồi tính với mấy thằng ở dưới được. Còn mấy thằng này không mình một đòn là đi. Một đòn là đi nha quý vị. Đấu kinh thiệt. Rồi nếu đã vậy mình đi vòng đường này. Rồi xong. Trời ơi bị rớt phát luôn, tội nghiệp ghê. Biết làm sao giờ. Một phát là đi. Nãy là dạ mình chơi mình đục cái cổng nè. Mà thành này cổng nó kinh quá mình đục không được. Toàn mấy thằng này không thì không võ ma được mình đâu. Nó không trả hơn thằng dân quân là mấy. Thích đùa này, đôi dưa khiên lên đỡ, đụng mình bắn ngay chân. Cái thằng này lên cấp thì nó chẳng qua nó thay cái nón thôi, nó chả có cái gì đặc biệt. Mình dùng quân của phe này rồi mình biết. Như được cái là đánh mạnh trên lưng ngựa thôi, dạng như nó là xạ kỳ á mà. Từ từ để móc. Quân ta có thể nói là quá bá đạo. Nó không có thằng Seaman để thủ thành nữa là nó dở rồi. Chà bắn trúng cái khiên các bạn. Một phát là đủ rồi. Rồi võ công của dân du mục cũng ghê đấy. Thì cũng hay đấy. Nhưng mà toàn lính này thì chú thủ thành kiểu gì. Đánh vô lưng nó là xong. Mấy thằng này giáp nó ít lắm. Đứng đó nhìn hả? Chẳng đang đánh hội đồng một thằng lính bên mình. Trời ơi, rồi, thằng đó chết chắc rồi, mình tính cứu nó mà cứu không nổi. Khiên của mình thì cũng còn chắc lắm. Mua bỏ tiền ra mua cái khiên này không phí mà. Kiếm thuật của mình đâu có bừa. Chà gặp phải cái thằng nó chuyên chơi thế võ này rồi. Này cứ như đang gặt lúa luôn.
sau. Mình chưa kịp bào mấy thằng kia là đi rồi. Nó đông dễ sợ luôn các bạn. Quýnh nãy giờ mà chưa xong nữa. Kiểu này mình móc kiểu này hồi mình hết quân trước nó chứ đùa đâu. Lính mình chưa hết, tại mình có hơn 100 lính à. Thành này là nó không cho mình đầu đầu nguồn nước hay cái gì cả. Lính mình còn tự tẻ ra hai bên nó mới chết chứ. Bây giờ mấy thằng giáp dày nó mới ra hay sao ấy, trời ra nữa hả? Ê tôi hết quân rồi nha mấy ông. Mình đánh không biết bao nhiêu, nãy giờ mình không biết mình chơi bao nhiêu rồi đó nha. Điển thì ổng lì rồi khỏi nói. À nó không còn 14 đứa thôi. Trời ơi thành này 300 mấy luôn ấy. Kè trận này công thành mà kèo này là kèo 1/4 nhưng không ít đâu rồi ha. Rồi tội nghiệp ông lính thì điển. Ổng đi luôn rồi. Rút cung ra dọa ma ai. Hậu vệ đại hãng hả? Cũng may là nó bị lắc, mình thì nhanh thuộc dạng nhanh tay. Rồi xong, bên mình còn 5 lính. Trời ơi, te tua luôn. Trời chết quá trời là chết. Không thể tin được. Nhưng mà nhờ vậy mình có điều kiện mình bổ sung lực lượng, như là mình giảm cái hiệu quân số đi. Mình nãy giờ công hai thành là dạng như cũng phải là anh hùng khác gì tôn sách năm nào đâu. Này giờ mà mình xưng mình là Tiểu Bá Dương chắc cũng chả sai các bạn. Vẫn không thèm xin cái gì hết. Ta là Tiểu Bá Vương đây. Mà nãy giờ tốn tiền cũng không ít đó nha, chứ đừng đùa. Thằng này thôi ta biết trình độ đó rồi, ta không cần. Khẩu súng này nhìn hấp dẫn nhưng mà súng cũ rồi, ta chả thèm. Rồi sau để coi coi thành này được ban cho ai. Ồ, quýnh tới lúc mà thằng bán đảo Crum nó thở không nổi luôn rồi. Mình cứ nhường thành của mình cho thành mình chiếm được cho người khác thôi, mình chưa đủ sức quản lý thành các bạn. Mấy cái thành này nó cũng nghèo lắm, nó trừ của mình khá là ác, cái cơ chế tính tiền của con game này nó cũng khá là tốn các bạn, mình không có chơi thoải mái được. Không phải cứ chiếm được thành là ngon đâu, chiếm được thành mà mình chưa chuẩn bị không đủ vốn là phá sản ấy. Chưa kể phải tìm được quân đục trú nữa, mình chưa đủ sức đâu. Thành này phải có người tới giữ thì mình mới đúng là nó phải được ban cho ai đó mình mới đi được. Cái gì đây? À ông này ổng tặng mình cái này. À không, mình chưa muốn nhận. Tặng người khác đi sếp.
gì đây? Rồi cái này thì nhận. À ông mình không nha, mình không lấy cái hành lâu đài, ông cho mình cái làng các bạn không? Mua ông này tư lệnh này tốt thiệt. Không về tốt tốt tốt. Hảo hảo đấy. Ồ, đồ ăn mua đây. Ở đây có 9 đồng rồi, lên kia mua nó mắc quá trời quá đất. Rồi để coi nào, ở đây coi, khoan khoan khoan. Đây có cái gì? Có 4 công trình rồi. Rồi người nhân sự thì hơi thiếu à, vậy để mướn ông này trước rồi. Đâu thiếu cái nào thì xây cái đó. À chỉ thiếu cái kho thôi hả? Rồi ok chơi luôn. Rồi thành này nó báo đang bị vây đúng không? Thành này cũng đang bị vây á. Có đâu? Này quýnh mấy trận lưu danh sử sách luôn. Thấy gì đâu trời ơi. Cái quân mình kéo về cứu được rồi. Trận này đáng nhào vô phụ không có trời, trận này vô phụ nữa xấu mặt mình. Rồi thành này bị quân Nga nó chiếm rồi hả? Đâu chạy tao tới thành này coi. Chiếm cái ông kia khó quá. Fatima hả? Không được không? Phải ông này. Thế không phải bà này lộn. Tại công thành này không được, là không lụm được đồ, cho nên là nãy giờ mình không ăn được miếng tiền nào hết, tiền mình đang giảm đây. Ồ, thằng này ngon, thằng cái loại này hay đó. Rồi ok anh em tất cả thôi dùng vũ khí cận chiến nha. Chém một phát nhiều khi cũng đủ. Khi bên mình nó ào rồi nó cận chiến kiểu này thì mấy thằng nổi loạn này chết chắc. Mỗi thằng nó xả một nhát là đủ rồi. Tại lấy thêm với mấy thằng này thì không được nhiều, nhưng mà thôi kệ biết sao giờ. Thằng này thì để coi nào. Ồ, cũng đáng luôn. Cái gì đây? À như cái đó quân Thụy Điển các bạn. Cũng may này là quân Thụy Điển, tại vì mình từng giúp đỡ quân Thụy Điển các bạn, cho nên là đúng là mình từng cứu sống vua của nó luôn, cho nên là bây giờ nó nhảy ra nó quýt phụ, thật ra ai cần. Nhưng mà thôi kệ, giúp thì mình cảm ơn vậy, biết sao giờ. Em cảm ơn anh. Có gì đâu ăn mừng anh ơi, quýnh mấy thằng nhảy nhép này thôi mà, mấy thằng Ragun với thằng này thôi, này đi là không có đồ rồi. Cảm ơn nha, nãy mém chết các bạn. Giờ đối phương nó ở thành nào mình không biết nữa. Cứ đi tìm thôi, có duyên gặp. Ví dụ như kiếm bà này nè, thì bà này là của bên Thụy Điển nè, bây giờ mình phải đi hỏi à đây rồi. Ok, ở Warsaw hả? Janusz, và khoan phải ông này không ta? Ông tên là Janusz
Rajivi. Đúng rồi nè, rồi vậy phóng tới Vassava liền. Giờ làm sao vô được đây? Mình với Ba Lan là kẻ thù mà. Sao quýnh mấy thằng nhảy nhép vô được thôi, chỉ điều là nó không vừa chạy vô một cái thì nó lại vua nó xuất hiện nó quýnh mình cái không có quân đâu, 100 quân chứ chắc quýnh được cái vua Ba Lan. Rồi biết nó phát hiện ngay rồi mình dễ bị lộ lắm, tại vì mình không có thân thiết cái thành này. Cái tụi kia nó không có che giùm mình đâu. Sorry, sorry anh em nha. Ở đây anh em mình nói chuyện. Trời. Bắn nó không gục là mình gục pha đó rồi đấy. Rồi không sao. Cầm súng quất luôn chứ sợ chú à. Súng này bèo quá. Dẫn trúng nha chú em. Hụt. Đấu súng à. Hello. Đấu hỏa mai là phải biết chơi các bạn ạ. Dù sao thì mình cũng là dân chơi CS mà. Để coi nào. Vavara, à đây ông đi rồi. Hello anh bạn. Rồi, ông này ông nói là hoàng tử hoàng tử Janus. Rồi để coi nào. Mình nói là mình nghĩ là để coi, mình để coi Ba Lan thì được cai trị bởi hoàng vua Casimir mà. Casimir. Mình không biết tiếng Ba Lan các bạn thông cảm nhé. Rồi. Họ nói là hai người ổng với là ông kia thì đều là hoàng tử của Ba Lan cả. Ờ à, vậy như có tranh chấp quyền kế vị rồi, cái này là cãi nhau thôi, ông ai trả cho mình chính nghĩa này khỏi đọc làm gì. Rồi à, mình hỏi ổng như cái này thôi, mình không có ý định hỗ trợ ông này tại mình đang là quý tộc Ba Lan, quý tộc của Kozak mà. Rồi à, mình hỏi ổng về Tử Kim Trùy thì ổng hỏi là làm sao mình biết được cái về Tử Kim Trùy. Nó vô đây là một cái bí mật mà của ổng với lại một số người mà ổng được chia sẻ cái này thôi. Ổng cái này thì mình nói là nó không phải là cái bí mật lớn này mà được chia sẻ bởi mấy cái tay hàng dạng hắc rong các bạn. Thì ông này nói tất nhiên là như vậy rồi, thành ra là giờ tại sao ổng hỏi là tại sao giờ mình biết cái chuyện này á. Rồi giờ đi tìm nào. Để coi là được giữ bởi một cái gia cái hao này mới là căn nhà hay chỉ nó chỉ một gia tộc nữa nha. Một cái nhà cổ ở ở Litva đi. Rồi. À mình hỏi vậy như ông nói là cái bí mật này dạng như là không thể về nước ngoài sao mình biết á, vẫn ông như đang chất vấn mình thì mình hỏi là mình nếu thế nào thì mới mà mình trở thành bạn của nhà Navasi, thì ông này ông hỏi là sao chuyện đó có thể xảy ra. Mình nói là mình sẽ giúp ổng giành lấy ngai vàng á. Ê, đùa nhau hả, tôi không có vui vụ này đâu nha. Rồi ok. Rồi ok. What? Cái gì đây? Rồi bây giờ mình lại phải giúp ông này, bây giờ mình phải trở thành nổi loạn hả? Nhưng mà trước khi mình giúp ông này trở thành để coi. Trước khi mình giúp ông này để coi nào. Ở coi này vậy ông đâu chịu đâu không?
Ông nói là dạng như mình đang phục vụ ông tư lệnh của phe con rắc rồi, thì nó ông nói là ông không thể theo mình được. À cái này không được rồi, vậy thôi coi như mình bỏ nhiệm vụ này ở đây đi các bạn. Không, còn mình đang theo phe con rắc rồi, mình không có muốn bỏ cái vị địa vị của mình hiện tại để theo cái ông này, coi như nhiệm vụ này hủy ở đây đi. Tào lao tự nhiên bắt bỏ phe mới cho, tưởng là hỗ trợ ông này lên ngôi dạng như về, dẫn ông về nhờ ông tư lệnh con rắc đưa ông này lên, giúp ông đưa ông này lên ngai vàng thôi, chứ còn tự nhiên giờ kêu đi bỏ phe con rắc để đi với ông này còn lâu nhá. Ta đang là quý tộc chính thống của phe con rắc là tự nhiên lại chạy đi theo một cái thằng nổi loạn của Ba Lan thì tào lao rồi, ai mà chịu. À thằng này có tù binh được nè, đánh mấy cái thằng mà nó có tù binh á để mình bắt tù binh về làm lính mình đỡ mất công đi mua. Ông nghe ông nói ổng là đà ổng là vua của Ba Lan cho nên á, ổng xứng đáng là vua của Ba Lan cho nên là ổng không có chấp nhận trở thành dường như là tay sai của con rắc các bạn. Còn đội quân Ba Lan này nó cũng hơi tập nham nha. Ở không chịu làm vậy, ổng không chịu làm chư hầu của con rắc hay là cái con rối của phe con rắc, cho nên đó là ổng muốn, nếu mà mình muốn giúp ổng lên ngai vàng á thì mình phải từ bỏ cái địa vị của mình ở phe con rắc các bạn. Rồi mất một vẫn được hai, đâu có điên. Cố gắng bao lâu rồi mới được trở thành quý tộc của con rắc, giờ kêu tôi bỏ phải con rắc đi với ông nữa ngon đó, nhưng mà giờ sao lên nổi để mà xài này, để coi coi nó có sao có hả, có nhào vô coi ai mới là anh hùng. Ồ, chơi luôn hả? À tại hai bên ở gần nhau quá. Chà, sâu dữ. Nhiều quá rồi, giờ không có nhào chơi ẩu được nữa. Trời, vậy mà lại trúng con ngựa không trúng nó. Cái tỷ lệ trúng của cái game này nó hơi củ chuối. Trời, bắn mà không lủng được giáp nó là hơi dở nha. Rồi xong. Mấy thằng lính súng này nó lì quá các bạn, nãy mình chém hai phát mới chết một đứa, cho nên là lúc mà mình đi lướt qua cái là thằng khác, một là thằng bị thằng đó nó bắn, hai là thằng khác bắn súng. Mấy thằng này chắc cũng xịn đấy. Lên level nữa rồi, hay rồi. Đây có cái này nó tăng độ chính xác, chúng ta bắn cái lưng ngựa nè. Lính mình chết nhiều quá. Chỗ mấy này nó trâu, lính mấy lính này nó trâu nè. Này gọi là lính ngựa lâm quân lít 3 các bạn. Thảo nào nó trâu thế. Đụng thêm có mấy ông lính Đức ở đây nữa.
gục rồi. Nó trầu thế. Sao cái đó trúng ngựa rồi. Chạy từ từ từ, cố lên. Quả đó móc hụt. Quả này phải trốn. Cây giáo dài hay đấy. Này thì đâm sau lưng này. Này thì đâm vô lưng này. Lấy được bộ giáp của mấy ông lính Đức này là cũng hơi bị ngon đấy. Ngự lâm quân của Đức hả? Rồi đánh hay lắm. À, trời ơi, chưa mới rút súng ra nó đi mất rồi. Lính mình chết hơi nhiều mà không sao. Rồi kia này lấy đồ về xài đã luôn nè. Cái cây này khá là hay, tức là không dùng cho lưng ngựa được. À không, hình như được. Cây này của nếu mà nó không dùng được. Không dùng được các bạn, xin lỗi, tại cái chữ nó bị che xíu, mình nhìn nó hơi khó chịu mắt tí. Không dùng cái đỡ luôn, cây đó dành cho bộ binh mà, bên đó đâu có hút xa nào đâu mà có cái cây thương của hút xa. Cây thương của hút xa các bạn nó dài mà nó muốn bao vẫn dùng cho lưng ngựa được, nó thiết kế khá là hay. Như là mấy ông kiểu Ba Lan thì hơi bị ghê. Rồi đấy, ông chơi vậy nó mới đã. Rồi đứng lại chú em, 68 mình 74 nó dí. Về cơ bản thì dí được. Cái gì đây? À rồi, bà Oscana bà ấy chữa bệnh rồi, ok. Rồi, trận này không đánh cũng ổn. Quýnh lính xịn ra lấy đồ ngon nào. Mà tào lao là bị tụi hút xa nó đâm vô phát rớt ngựa nha. Gục một đứa. Mốt lấy được cây hai nòng nó sẽ ngon hơn. Trúng chân ngựa rồi nhưng mà nó vẫn chạy được. Hút xa mà nó lì lắm. Rồi lọt ngựa. Hút xa mà lọt ngựa rồi thì cũng không còn nguy hiểm nữa. Bắn à, ế đâm ai. Rồi nhào vô. Đủ khoảng cách hả? Thằng này là Ragun của Ba Lan ơi, không có gì ngon cả. Oh. À không, con ngựa nó cũng tương đối lì, một phát nó không gục đâu. Nhưng mà hai phát thì hầu như không ngựa, con ngựa nào chịu nổi. Trừ khi đó là con ngựa có bọc giáp, mà ngựa bọc giáp thì bản này chưa có. Thế là bản này không có lộn. Còn cố gắng nạp đạn hả chú em? Mình mất một lính nhưng mà không sao, trận này đáng là lấy ngựa về bán rồi vậy, biết sao giờ. Ngựa ngon thế. Rồi thêm một ông nữa. Rồi để coi nè, à đây ông này kỹ sư nè, đây phải điểm kỹ sư bắt đầu lên rồi, đây nãy điểm kỹ sư thấp quá không đột phá được.
này là giàu luôn. Lính mình thì tạm thời hiện giờ không đông cho nên là nó ăn không nhiều. Duy trì một cái đội quân nhỏ nhỏ gì nhiều khi lại lợi chứ đừng đùa. Mà tại ít quá nhiều khi không đánh lớn được. Rồi tiền lại đầy lên thôi. Thế là ngon. Rồi mình chạy về làng mình tí là xong. Và đã quýnh thằng này phát. Vậy cho nó nhanh. Rồi xong, cảm ơn. Nó báo hình như là có một bên mình có một thằng Ragun bị cái gì đó rồi phải. Trời, chắc chết do vấn đề y tế mà. Ok, ra được chữa rồi, hay quá. Bệnh nó chưa chết. Một hàng mất sức chiến đấu hay gì đó thôi. Rồi ok, tiền không. Đấy. Rồi tạm thời ngưng video ở đây đi các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.